Phẩm Abhidhamma số 81, chuyện uống rượu. Tiền thân Surabhana, chúng con đã uống rượu. Câu chuyện này khi bậc đạo sư ở tại vườn Gosita gần Kosambi đã kể về trưởng lão Sagata. Sau khi an cư mùa mưa ở xá vệ, Đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tên là Padavatika. Tại đây, người chăn bò, chăn dê làm ruộng, người đi đường thấy bậc đạo sư liền đảnh lễ ngài và ngăn chặn ngài. Bạch Thế Tôn, chớ đi đến bến nước Amba, cây xoài. Tại bến nước cây xoài, trong âm thất của những ngoại đạo bệnh tóc, có con rắn thần Naga nguy hiểm tên là Ambatithaka, rắn thần ở bến cây xoài. Nó có thể làm hại Thế Tôn. Thế Tôn làm như không nghe lời nói của họ, dù họ nói lời ngăn cản lần thứ ba vẫn cứ đi tới. Trong khi Thế Tôn trú trong một khu rừng không xa Padavatika, thì trưởng lão Sagatha, một thị giả của Đức Phật đầy đủ thần thông của hạng phàm phu, đi đến am thất ấy. Tại trú xứ của xà dương ấy, trải nệm cỏ và ngồi kiết già, không thể giấu nổi ác tánh. Con rắn thần phun khói, trưởng lão cũng phun khói. Con rắn thần phun lửa, trưởng lão cũng phun lửa. Lửa của rắn thần không làm hại trưởng lão, nhưng lửa của trưởng lão làm hại con rắn thần. Như vậy trong giây lát, trưởng lão nhiếp phục con rắn thần, khiến nó thọ tam quy và ngũ giới, rồi đi đến bậc đạo sư. Sau đó, bậc đạo sư ở tại Padavatika cho đến khi thỏa thích, rồi đi đến Kosambi. Tin trưởng lão Sagata giúp phục con rắn thần lan khắp vùng ấy, các thị dân ở Kosambi đến nghênh đón bậc đạo sư, đảnh lễ ngài. Sau đó họ đi đến gần trưởng lão Sagata, đảnh lễ trưởng lão, đứng một bên và nói như sau: Thưa tôn giả, hãy nói lên những vật gì tôn giả cần, chúng con sẽ lo liệu đủ. Trưởng lão giữ im lặng, nhưng nhóm sáu tỷ kheo nói: Này chư hiền, đối với các người xuất gia, rượu trắng khó tìm và rất thích ý. Các ông xem có thể tìm được rượu trắng trong cho trưởng lão hay không? Các thị dân bằng lòng mời bậc đạo sư ngày mai thọ trai, rồi họ đi vào thành, sắp đặt mỗi người, mỗi nhà phải có rượu trắng trong để cúng dường trưởng lão. Hôm sau, họ mời trưởng lão vào cúng dường rượu trắng. Trong mỗi nhà, trưởng lão đều uống rượu và bị say. Khi đi ra khỏi thành, trưởng lão ngã xuống tại cửa thành, vừa nằm vừa nói mê sảng. Bậc đạo sư dùng cơm xong đi ra khỏi thành, thấy trưởng lão nằm trong tình cảnh như vậy, liền bảo các tỷ kheo mang Sagata về tinh xá. Các tỷ kheo đặt trưởng lão nằm, đầu trưởng lão dưới chân Đức Như Lai, nhưng trưởng lão xoay trở lại nằm đặt chân trước mặt Đức Như Lai. Bậc đạo sư hỏi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nay Sagata có tỏ sự kính trọng đối với ta như trước kia đã làm không? Thưa không bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, ai đã nhiếp phục con xà dương Ambatithaka? Sagata bạch Thế Tôn. Nhưng này Sagata có thể nhiếp phục được một con rắn nước không? Thưa không được bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, có thích hợp chăng khi uống một loại gì khiến con người mất lý trí? Thưa không thích hợp bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn chỉ trích trưởng lão và bảo các tỷ kheo: Ai uống rượu men rượu nấu, người ấy phạm tội cần phải thú nhận và xin sám hối. Sau khi thiết lập học giới, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào hương phòng. Các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường, nói lời chỉ trích uống rượu. Thật là một tội lỗi lớn nếu uống rượu, vì uống rượu làm cho một người có trí tuệ và thần thông như Sagata mù quáng, không thấy công đức của Đức Phật. Bậc đạo sư đến pháp đường và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn vấn đề gì? Sau khi biết được vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay các vị xuất gia này mới uống rượu và làm mất lý trí, mà trước kia họ cũng đã làm vậy rồi. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình phương Bắc ở nước Kasi. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm tiên nhân du sĩ, đạt được các thắng trí và thiền chứng, vui hưởng thiền lạc, trú ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, được vây quanh giữa 500 môn sinh.
Khi mùa mưa đến, các bôn sinh thưa với Bồ Tát: Thưa sư trưởng, chúng con sẽ đi đến chỗ có người ở để xin muối và dập. Các hiền giả: Ta sẽ ở lại đây, các con hãy đi, hãy bảo trọng lấy thân và sống qua mùa mưa rồi trở về. Thưa sư trưởng: Vâng. Họ đảnh lễ sư trưởng, đi đến Ba La Nại và sống trong công viên của vua. Ngày kế tiếp, họ đi khất thực ngoài cửa làng, nhận đồ cúng dường đầy đủ. Ngày kế tiếp nữa, họ trở về thành. Mọi người thương mến cúng dường đồ ăn, và sau vài ngày, họ báo cho vua biết. Thưa thiên tử, có 500 ẩn sĩ từ Hy Mã Lạp Sơn đến trú ở công viên, tu hạnh khắc khổ, nhiếp phục các căn và giữ giới. Vua nghe công đức của các vị ấy, liền đi đến công viên, đảnh lễ, tiếp đón họ niềm nở và mời họ ở lại đó trong 4 tháng mùa mưa. Từ đấy trở đi, họ ăn trong cung điện nhà vua và ở tại công viên. Một hôm, có một ngày hội lớn uống rượu trong thành. Nhà vua nghĩ rằng các vị xuất gia khó có được rượu, nên cúng dường họ nhiều rượu thượng hạng. Các nhà khổ hạnh uống rượu, đi vô công viên, bị rượu làm cho say. Một số người đứng dậy múa, một số người hát, và một số người sau khi múa và hát dứt lung tung những thúng đựng gạo vân vân, rồi nằm xuống ngủ. Khi hết say rượu, họ tỉnh dậy, nghe và thấy những hành động bất chánh của mình, họ khóc than: Chúng ta đã làm những hành động không xứng đáng với người xuất gia. Chúng ta sở dĩ làm điều ác như vậy vì chúng ta sống không có bậc sư trưởng của chúng ta. Ngay lúc ấy, họ từ bỏ công viên, đi về Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi dọn dẹp các vật cần dùng, họ đảnh lễ sư trưởng và ngồi xuống. Sư trưởng hỏi: Này các con thân, các con có được an lạc không? Khi đi khất thực có mệt nhọc không? Các con có sống hòa hợp với nhau không? Thưa sư trưởng, chúng con đã sống được an lạc, nhưng chúng con đã uống rượu, lẽ ra không được uống. Rượu làm cho mất lý trí, không giữ được chánh niệm, nên chúng con đã hát và đã múa. Họ báo cáo rõ mọi sự việc rồi đọc bài kệ này: Chúng con đã uống rượu, đã hát, múa và khóc, uống rượu mất lý trí, đâu được quá thành dường. Bồ Tát nói: Do vì không ở với vị sư trưởng nên sự việc như vậy đã xảy ra. Sau khi quở trách các vị tu khổ hạnh ấy, Bồ Tát khuyến giáo họ: Từ nay chớ làm như vậy nữa. Rồi trọn đời tu tập thiền định không gián đoạn, Bồ Tát được sanh lên cõi Phạm Thiên. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bắt đầu từ đây sẽ không nói đến sau khi kết hợp như sau. Lúc bấy giờ, hội chúng của vị ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật. Vị sư trưởng hội chúng là ta vậy. Số 82. Chuyện nam tử Mithavinda. Tiền thân Mithavinda. Thế là vượt qua rồi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Câu chuyện của tiền thân này xảy ra trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp sẽ được nói đến trong chương 10, tiền thân Maha Mativindaka, số 439. Rồi Bồ Tát nói lên bài kệ này: Thế là vượt qua rồi, lâu đài bằng thủy tinh, bằng bạc, bằng châu báu. Khi ngươi đã đội vào chiếc mũ bằng đá cứng, trọn đời ngươi không thoát. Sau khi đọc bài kệ này, Bồ Tát đi lên trú xứ thiên giới của mình. Còn Mithavindaka, khi đã đội chiếc mũ ấy, phải chịu đựng đau khổ lớn. Và khi các ác hành đã đoạn tận, nó mạng chung và đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Mithavindaka là tỷ kheo khó bảo, và vua chư thiên là ta vậy. Số 83. Chuyện điềm xui xẻo. Tiền thân Kalakani, bạn quen chính là người. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một người bạn của ông cấp cô độc. Tương truyền, người bạn ấy đã cùng ông cấp cô độc chơi thân với nhau, đã đi học nghề cùng một thầy. Người bạn ấy tên là Kalakani, điềm xui xẻo. Thời gian qua, kẻ ấy trở thành nghèo đói, không thể sống được, nên đã đi đến vị triệu phú. Vị triệu phú khích lệ kẻ ấy, trả lương, giao kẻ ấy quản lý gia sản của mình. Kẻ ấy trở thành người làm công cho vị triệu phú và làm tất cả công việc. Trong thời gian đi đến với vị triệu phú, kẻ ấy thường nghe những câu:
Hãy đứng lại, này Kalakani, đồ xui xẻo. Hãy ngồi xuống, này Kalakani. Hãy ăn đi, này Kalakani. Một hôm, các bạn thân của vị triệu phú đi đến thăm nhà vị ấy và nói như sau: Này vị đại triệu phú, chớ để người này sống gần ông. Nghe những lời xui xẻo như: Hãy đứng lại, này Kalakani. Hãy ngồi xuống, này Kalakani. Hãy ăn, này Kalakani, thì quỷ dạ xoa cũng chạy trốn. Nó đâu có được ngang bằng với ông. Nó nghèo đói, một kẻ bần cùng, sao ông có liên hệ với nó? Ông Cấp Cô Độc nói: Không phải vậy, cái tên chỉ để gọi một người. Bậc hiền trí không đánh giá người bằng cái tên. Chớ nên xem là điềm lành, điềm xấu khi nghe tiếng gọi. Tôi không thể từ bỏ một người bạn đã cùng chơi thân với nhau chỉ vì một cái tên. Vị triệu phú không chấp nhận lời khuyên của họ. Một hôm, vị triệu phú đi đến làng mà vị ấy làm thôn trưởng và để người bạn ấy giữ nhà. Bọn cướp biết vị triệu phú đã đi về làng, dự định đến cướp phá nhà triệu phú. Với nhiều loại vũ khí cầm tay, ban đêm chúng vây quanh nhà. Nhưng Kalakani đã nghi thế nào bọn cướp cũng đến, nên không ngủ, ngồi chờ chúng. Khi biết bọn cướp đã đến, kẻ ấy đánh thức mọi người dậy, bảo người này thổi tù già, người kia đánh trống, khiến cho toàn gian nhà đầy cả tiếng động như là một hội chợ lớn. Những tên cướp nói: Chúng ta nghe lầm là nhà không có người, sao vị đại triệu phú có mặt ở đây? Chúng bỏ chạy và quăng tại chỗ các hòn đá và vô số dụng cụ khác. Ngày hôm sau, người trong nhà thấy những cục đá quăng bỏ chỗ này chỗ kia, họ hốt hoảng lo sợ và tán thán người bạn ấy: Nếu hôm nay không có một người tuần phòng ngôi nhà sáng suốt như vậy, thì bọn cướp đã bước vào nhà tùy theo sở thích và đã ăn cướp lấy cả nhà rồi. Nhờ người bạn kiên trì này, vị triệu phú được lợi ích và hạnh phúc. Khi người triệu phú về, họ báo cáo tất cả tin này cho ông biết. Ông nói: Các chú muốn ta tận xuất một người bạn đã giữ nhà cửa của ta như vậy đó. Nếu ta nghe theo lời các chú tận xuất người này, thì nay gia sản của ta không còn gì nữa. Chính cái tên không có giá trị, chính cái tâm tốt mới có giá trị. Nói vậy xong, người triệu phú tăng lương cho người bạn, nghĩ rằng đây là một câu chuyện đáng kể. Ông đi đến bậc đạo sư và tường thuật đầy đủ từ đầu câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: Này gia chủ, không phải chỉ nay Kalakani mới bảo vệ gia sản cho bạn mình, lúc trước kẻ ấy cũng đã làm vậy. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị triệu phú, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một triệu phú có danh tiếng lớn. Bạn của Bồ Tát là Kalakani, điềm xui xẻo. Tất cả đều giống như ở trong câu chuyện hiện tại. Khi từ làng mình làm thôn trưởng trở về, Bồ Tát nghe câu chuyện ấy liền nói: Nếu ta nghe theo lời các chú tận xuất người bạn như vậy, thì nay ta không còn gia sản gì hết. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này: Bạn quen chính là người đi 7 bước giúp đỡ, bạn thân mới là người đi đến 12 bước. Thời gian tháng nửa tháng mới thật là bà con, thời gian có dài hơn mới thật là bằng ta. Sao ta lại có thể vì an lạc của ta đuổi Kalakani? Người ta biết đã lâu. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Kalakani là Ananda và vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy. Số 84. Chuyện cửa ngõ hạnh phúc. Tiền thân Athasavara. Hãy tìm cầu không bệnh. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một người con trai tài giỏi vấn đề hạnh phúc tinh thần. Tại xá vệ, một triệu phú giàu có sanh một người con trai. Khi lên 7 tuổi, cậu con trai có trí tuệ và chăm lo hạnh phúc tinh thần. Một hôm, cậu con trai đến hỏi cha về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Người cha không biết nhưng vẫn suy nghĩ. Đây là một câu hỏi rất tế nhị. Ngoài Đức Phật toàn tri, không một ai trên trời dưới đất có thể trả lời câu hỏi này. Rồi người cha dắt con trai mang theo nhiều vòng hoa, hương liệu, dầu thơm đi đến Kỳ Viên. Ông cúng dường bậc đạo sư, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xảo về hạnh phúc tinh thần, hỏi con một câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần, con không trả lời được câu hỏi ấy,
nên con đến ý kiến Ngài. Lành thay nếu Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy. Bậc đạo sư nói: Này cư sĩ, thuở trước ta đã được đứa trẻ này hỏi câu ấy và ta đã trả lời cho nó. Lúc bấy giờ nó đã biết câu trả lời, nhưng nay nó không có nhớ được vì đã đi qua nhiều đời kiếp. Nói vậy xong, theo yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị triệu phú có rất nhiều tiền của. Con của Bồ Tát mới 7 tuổi đã có trí tuệ và thiện xảo về hạnh phúc tinh thần. Một hôm, nó đi đến hỏi cha nó về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Thưa cha thân, thế nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần? Người cha trả lời nó với bài kệ này: Hãy tìm cầu không bệnh là lợi đắc tối thượng, giữ giới kính trưởng thượng, biết nghe học kinh điển, hãy tùy thuận chánh pháp, thoát ly các chấp thủ, chính sáu cửa ngõ này đưa đến chân hạnh phúc. Như vậy, Bồ Tát trả lời câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Từ đấy trở đi, đứa trẻ sống đúng theo xá pháp ấy. Còn Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân. Đứa con trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phú là ta vậy. Số 85. Chuyện cây có trái lạ. Tiền thân Kimbatha không biết hại tương lai. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có tâm luyến ái. Tương truyền có một thiện nam tử đặt lòng tin vào giáo pháp Phật và xuất gia. Một hôm, trong khi đi khất thực ở xá vệ, thấy một thiếu nữ trang sức đẹp đẽ, tỷ kheo ấy khởi tâm luyến ái. Vị sư trưởng và giáo thọ sư đưa tỷ kheo ấy đến gặp Thế Tôn. Bậc đạo sư hỏi: Này tỷ kheo, có thật chăng ông bị luyến ái? Khi được đáp có thật vậy, bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, năm dục này khi được thọ dụng thật là khả ái, nhưng thọ dụng nhiều tạo thành nghiệp và sẽ sanh vào địa ngục vân vân. Cũng như ăn trái cây Kimbatha, trái cây Kimbatha có sắc, có hương, có vị, nhưng khi được ăn nó phá vỡ nội tạng, đưa đến mạng chung. Hồi trước nhiều người không thấy sự tác hại của nó, đã tham đắm sắc, hương vị, đã ăn trái ấy và đi đến mạng chung. Khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là người lãnh đạo một đoàn lữ hành đang đi với 500 cỗ xe từ đông sang tây. Bồ Tát đến đầu của khu rừng, họp các người tùy tùng lại và khuyên như sau: Tại ngôi rừng này có những cây độc, các bạn chớ ăn trái cây trước đây chưa từng ăn mà không hỏi ta. Khi họ đã vượt qua khu rừng đến biên địa của rừng bên kia, họ thấy một cây Kimbatha, cây có trái lạ. Với cành cây cong xuống vì mang nặng trái, về hình dáng, màu sắc và vị hương, thân cây, cành cây, lá và trái cây ấy giống như cây xoài. Một số người làm về màu sắc, hương vị của những trái cây ấy, tưởng chúng là trái xoài nên đã ăn những trái ấy. Một số người đứng lại hái và đứng chờ, quyết định chỉ ăn sau khi hỏi vị lãnh đạo đoàn lữ hành. Bồ Tát đến chỗ ấy, bảo quăng các trái cây đã hái. Những ai đã ăn, Bồ Tát làm cho họ nôn ra và cho uống thuốc. Một số người trong họ khỏi bệnh, nhưng những ai đã ăn trước tiên đều mệnh chung. Sau đó, Bồ Tát đã đi đến chỗ mình muốn, thâu hoạch lợi tức rồi đi về trú xứ của mình. Trọn đời Bồ Tát làm các công đức như bố thí rồi đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. Kể xong câu chuyện, bậc đạo sư nói lên bài kệ này: Không biết hại tương lai, ai thọ dụng các dục, quả chính chúng khổ não như ăn Kimbatha. Sau khi nêu rõ ràng các dục khi thọ dụng đem lại thích thú và khi chín mùi đem lại khổ não, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo có tâm luyến ái chứng được quả dự lưu. Trong hội chúng còn lại, một số chứng quả dự lưu, một số chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, một số chứng quả a la hán. Pháp thoại kết thúc, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Hội chúng thời ấy là hội chúng Đức Phật và vị lãnh đạo đoàn lữ hành là ta vậy.